dùng đất cuối cùng của sông mẹ Mekong chỉ đại tìm đường ra biển lớn. Như cuộc hò hẹn của những dòng sông, tất cả sẽ ngập chìm trong biển nước mênh mông. Để một không gian mới mở với những người nông dân cương trực sáng tạo, thay áo thành ngư dân, mưu sinh trên biển nước. Một cuộc sống mới thể hiện chất hào sảng nghĩa tình của người dân miền Tây Nam Bộ. Và đó cũng là mùa vàng vật cùng hát khúc quan ca rực rỡ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá vùng đất và con người miền Tây vào mùa con nước nhảy bờ qua loạt ký sự nhiều tập Miền Tây mùa nước nổi. Ngay khi đến vùng trung tâm lũ của miền Tây mùa nước nổi, chúng tôi liên hệ ngay với bà con nơi đây với mong muốn tìm gặp được những người dân tứ xứ theo ghe nhau đi đánh cá. Những người ngư dân này có nhóm đi theo gia đình, họ hàng, cũng có nhóm là chòm xóm láng giềng, cũng có nhóm là những người dân trên đường di chuyển có duyên gặp mặt mà hợp thành. Những nhóm ghe này vốn dĩ là những người nông dân. Khi con nước lên, họ khoác áo thành ngư dân và hợp thành đoàn di chuyển đến những vùng nhiều tôm cá. Người ta vẫn gọi nhóm người này bằng một cái tên hết sức có tính liên tưởng: tập đoàn chăn câu. Bình minh trên túi cá An Phước, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp có thể làm nghiêng đổ bất kỳ nhà nghệ thuật chân chính nào. Không ai bảo ai, chúng tôi dừng ghe lại, ngắm nhìn cái túi cá đang ôm trọn cả mặt trời vào lòng mình. Màu sắc của bình minh như sưởi ấm chúng tôi trong những khoảnh khắc đợi chờ những điều thật thú vị ở phía trước. Và đây, những người nông dân từ khắp miệt Phú Tân, Long Xuyên, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông đã tụ về cánh đồng rộng đến hàng trăm mẫu của xã An Phước, Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp để đổi đời thành những ngư dân. Và khi đến giữa dòng nước, những chiếc thuyền ấy lại túa ra và tiến hành đánh bắt ngư sản theo từng sở trường của mình. Nhìn những người đàn ông lụi cụi cho gạo, thổi cơm rồi kho cá ngay dưới chính những tấm cà rèm bé nhỏ của mình, chúng tôi cảm giác chuyến đi này giống như một cuộc ngao du sơn thủy dài ngày của những người cá tính muốn tìm về cuộc sống thiên nhiên hoang dã vậy. Lão nông Nguyễn Văn Thạnh, quê ở tận Tân Châu, Hậu Giang, năm nay ngót ngát 60 tuổi và đã có hơn 20 năm thâm niên sống đời du mục trong mùa nước nổi. Ông đã đi qua 4 cánh đồng nước trước khi quay trở về túi cá An Phước này. Qua nay đầu tiên thì dân ở khu kháng chiến 1 ở dưới kinh Long An đó,
rồi cái văng vòng vòng xuống chợ K 12 đồng này nè, vừa văng vòng vòng dài dài xuống ngã năm Hòa Bình, ngã năm Hòa Bình rồi cái vòng qua chợ Tăng Công Chính rồi dài dài xuống Vĩnh Hưng, nhóm năm sáu xuồng đi chung, cái có khi ốm đau rồi đó, rồi người này đau thì người kia giúp đỡ, chạy đưa như nhà thương rồi. Chứ đi một mình thì lỡ có bị đau ốm rồi cái rồi là kẻ chết luôn á. Mới đầu đi làm gì miếng cơm manh áo, đi miết rồi nó lại thành ghiền. Mùa nước lên mà không đi xa giăng câu thả lưới thì sẽ thấy nhớ lắm, thấy ngứa ngáy rồi bồn chồn chân tay lắm. Lượng cá không nhiều nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp chuyện với chúng tôi, tâm sự về cuộc sống gia đình, những câu chuyện dừng tược về đứa con trai vừa mới lập gia đình của mình nhưng vẫn còn ham chơi, và cả cái thú giăng câu nữa. Còn với anh Ba Thật, một nông dân ở tận chợ mới An Giang, anh đã theo ghe nhập đoàn với những tập đoàn giăng câu này hơn 10 mùa nước nổi. Thường lưới thì chiều mình đi giăng, xong tối cái mình đi thăm giác, rồi sáng ngày cái mình thăm giác nữa, mà cũng khỏe chứ không có gì. Mà nước thì ở đây nhờ cái nghề lưới này, Vương Bình là ngày trăm mấy, có nước giật á, nước cái lúc cạn đó là cá, con cá nó dính nhiều. Lúc đó đó là mình giăng, lúc đó là mới im đó, mới ngon đó. Cái mùa nước này hình như là cái bà con ở nông thôn là sống khỏe hơn cái mùa khô. Mùa khô mặc dù bằng ruộng có lúa thiệt chứ họ tiền nó xài nó không ấy. Cũng như dân ở đây ta đặt vấn đó là như năm rồi đó, anh tôi ông đặt đó là một bữa đó là từ 1 triệu hoặc triệu mấy là một ngày á nha. Thất là bữa nào thất là 4-500, 3-400 vậy đó. Còn nó chịu trúng rồi là cỡ 1 triệu bữa là nếu vấn nhiều là cỡ 1 triệu đó, 1 triệu đi lên đó. Nhỏ này là mình chống chọi không nổi đâu. Mỗi mùa như vậy, anh có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng và nhờ người gửi về quê cho vợ con sinh sống qua mùa nước. Hàng tháng trời xa vợ xa con, ai không nhớ. Song trong mùa nước nổi này, mỗi người nông dân đều phải cố gắng thu hoạch ít nhiều nguồn lợi mà dòng sông này mang lại, cũng là để nuôi vợ nuôi con, mà cũng là để nhận lấy sự bù đắp từ chính dòng sông mẹ Mekong. Chúng tôi tấp ghe vào sát bờ để làm quen với hai vợ chồng đang lủi củi chống ghe lọc cá này. Vợ chồng anh Hai Châu không phải là người của tập đoàn giăng câu, họ là dân bản xứ và đang lên đên ngay trên chính thửa ruộng của mình. Tuy nhiên, xem ra hôm nay không phải là một ngày may mắn với họ. Những mẻ lưới không đem lại nhiều chiến lợi phẩm lắm. Mỗi người mỗi việc, những chiếc lưới quăng lên hạ xuống nhịp nhàng, gom góp những chiến lợi phẩm từ trong làn nước màu đỏ ngầu. Âm thanh từng giọt nước chảy từ ô lưới xuống sông, thứ âm nhạc cuộc sống mà chúng tôi nghe thấy nhiều nhất khi ở đây giữa mùa con nước mênh mông bát ngát. Tất cả đang hứa hẹn một mùa ngư sản bội thu cho những người nông dân cần cù, chăm chỉ và lạc quan nhất.
Trời đã về chiều, những con thuyền của tập đoàn giăng câu lại tụ về cùng nhau, vừa là để cùng nhau chống lại những cơn giông bất chợt giữa đồng, vừa là để nướng con cá nhỏ, uống chén rượu nóng, lai rai tâm sự sau một ngày dài mưu sinh vất vả. Không gian sống của những con người trên cơm dưới cá giờ đã trở thành một sân khấu nổi mênh mông giữa đồng nước. Chúng tôi đi tứ xứ vậy á, quê của chúng tôi là ở An Giang. Chúng tôi cũng được mời chào làm một chén rượu cay. Người miền Tây là vậy, nổi tiếng với cách sống cương trực, tinh thần nghĩa khí. Nhưng trong những cuộc vui với khách quý, với bạn hiền, họ lại thể hiện một tinh thần lạc quan và yêu đời, không mong cao cổ đầy, cũng chẳng màng đến ghế trơn chiếu đẹp. Tình bạn hào sảng đôi khi chỉ cần một câu ca giọng cổ là đã có thể hiểu nhau mà thành tri kỷ ở chốn này. Cánh hoa bay mừng ngày lưu thư khi trở về đây đồng ruộng đón. Vỗ tay cái nha mấy bạn. Bên cạnh mà lấy hậu thật tính nha. Trăng lên cao nghe gió lại nốt nữa mình nhấc như lớn như gió lên phía tiền. Cơn mưa trái mùa đã làm gián đoạn cuộc vui trên sông nước, nhưng dường như không ai nỡ rời đi khỏi chốn này. Cuộc vui của những người nông dân, ngư dân tứ xứ, không bà con xa, bỗng chốc trở thành láng giềng gần. Chúng tôi cũng bị chính cái tinh thần hào sảng quá đỗi ấy giữ chân lại. Trong tiếng gió rít, tiếng mưa rơi lột đột và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng hát của người dân miệt vườn như một hơi ấm lan tỏa vào trái tim những người xa xứ, bao gồm họ và cả chúng tôi. Lại lại ngày qua anh cũng đi nước ngoài mà nhớ về phim là thôi không có đi. Ở đây nè. Tập đoàn giăng câu lại rủ rê nối đuôi nhau về một miền đất hứa khác. Trong chuyến hành trình dài này, còn nhiều nữa những đồng cá bất tận chờ họ đến mưu sinh. Chúng tôi từ giã những láng giềng mới quen này để trở lại với chuyến hành trình khám phá những vùng đất khác của mình. Có lẽ cái phong thái ung dung tự tại này chính là một món quà lớn nhất mà thiên nhiên sông nước ở đây đã tôi luyện cho những thành viên của tập đoàn giăng câu luôn sẵn sàng hòa mình với mọi điều kiện thay đổi của tự nhiên. Dù đó là mùa nước lên ngập trắng đồng và nhấn chìm ruộng đồng của họ xuống dưới đáy nước mênh mông.